kính chào quý vị đến với bản tin quốc phòng của đài phát thanh truyền hình tây ninh được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút thứ hai thứ tư thứ sáu hàng tuần trên sóng fm tần số 103,1 1 mhz bản tin quốc phòng hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 4 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh Sư đoàn 5, tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2023. Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023. Dự và chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban giám khảo hội thi có đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đại tá Đỗ Thanh Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Hội thi với 40 thí sinh tham gia, gồm 3 phần thi, chuẩn bị giảng bài, thực hành bài giảng và thi kiến thức. Qua đánh giá của ban giám khảo hội thi năm nay, các thí sinh lựa chọn nội dung bài giảng đúng theo kế hoạch, chương trình giáo dục tại đơn vị, nội dung trọng tâm trọng điểm. Kết quả, đối tượng 1 giải nhất thuộc về Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Bến Cầu và Thiếu tá Phạm Quang Khởi, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự thị xã Trảng Bàng. Đối tượng 2 giải nhất đại úy Nguyễn Thanh Lương, trợ lý chính trị ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành. Đối tượng 3 giải nhất Nguyễn Thụy Phương Nguyên, chính trị viên ban chỉ huy quân sự xã Tân Phú, huyện Tân Châu. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải cho các đồng chí có thành tích cao trong hội thi. Ngày 18 tháng 4, Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2023. Trong thời gian một ngày, lớp tập huấn được trang bị các nội dung, một số nội dung biện pháp trong công tác tham mưu chỉ đạo quản lý và tổ chức đấu tranh của cơ quan tham mưu giúp việc ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 sư đoàn hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ chủ yếu, hướng dẫn thực hiện chế độ công tác kế hoạch tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị, một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ sư đoàn, hướng dẫn thực hiện mô hình chi bộ năm tốt, đảng viên năm tốt gắn với thực hiện mô hình cán bộ đảng viên diều dắt quần chúng và cấp dưới, quy định của quân ủy trung ương về luân chuyển cán bộ, thông tư của bộ quốc phòng quy định về đối tượng tiêu chuẩn đào tạo cán bộ trong quân đội nhân dân Việt Nam hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về hướng dẫn phong thăng quân hàm sĩ quan các cấp và đơn lương cán bộ, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trong năm 2022, lực lượng công an và quân sự thành phố Tây Ninh đã chủ động phối hợp tham mưu thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng quân sự địa phương, sát với tình hình thực tế của địa phương huy động các cơ quan đơn vị, mặt trận tổ quốc thành phố và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ địa bàn góp phần bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, phối hợp tổ chức tốt diễn tập phòng thủ trên địa bàn phường 4 và phường Ninh Thạnh, chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ sự kiện chính trị quan trọng. Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã vượt thị trấn là vấn đề được Đảng ủy quân sự huyện Gò Dầu hết sức chú trọng lãnh đạo chỉ đạo và thu được kết quả thiết thực. Nhờ đó các chi bộ quân sự đủ sức tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở, góp phần thiết thực vào sự ổn định và phát triển của tỉnh. Đồng chí Trần Lĩnh Du, Bí thư chi bộ quân sự chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã Phước Đông huyện Gò Dầu cho biết. Đối với cấp chính trị viên chỉ huy trưởng chính trị cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất là việc chấp hành các nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình đoàn kết nội bộ giữ gìn kỷ cương kỷ lực trong đảng kịp thời tháo gỡ những khó khăn dướng mắt trong cái nâng cao chất lượng chi bộ bảo đảm được tính lãnh đạo tính giáo dục Tính đấu trong, cái sinh hoạt chi bộ. trong thời gian qua các chi bộ quân sự trên địa bàn huyện gò dầu lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ đảng viên lấy hiệu quả hoạt động của chi bộ là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy viên được phân công phụ trách từ năm 2021, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gò Dầu chọn Ban Chỉ huy quân sự xã Bào Đồn làm điểm về thực hiện phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp. Hàng năm, bằng nguồn từ gia tăng, chăn nuôi, kinh phí của Ủy ban Nhân dân xã, doanh trại Ban Chỉ huy quân sự đã được quan tâm đầu tư nâng cấp. Đến nay, hệ thống nhà ở, nhà làm việc của đơn vị được bảo đảm, hệ thống vườn hoa, cây cảnh, vườn rau ao cá được quy hoạch khoa học, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp để xây dựng doanh trại chính quy, đơn vị cụ thể hóa những tiêu chí của phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh sạch đẹp, giúp ban chỉ huy quân sự xã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu công tác doanh trại, tạo sự thay đổi vượt bậc về diện mạo, cảnh quan doanh trại. Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc phòng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.